Vì mấy hôm trước mình cũng tưới rồi, đất thì nó cũng rất ẩm thôi, nó không khô. Bây giờ thì mình sẽ vén cái ni lông mình lên. Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày thời tiết miền Bắc rất là nắng nóng các bạn ạ. Nhiệt độ nó rơi tầm khoảng độ 34-35 độ. Thì lúc này tầm 14 giờ chiều, mình ra mình sẽ quay những cái luống thực dược mình trồng cách đây mấy hôm để cho các bạn xem là phía bên trong cái vòm này những cây hoa thực dược của mình nó còn tươi không hay là nó đã bị héo. Hôm nay thì cả ngày hôm nay mình vẫn chưa tưới các bạn ạ. Vì mấy hôm trước mình cũng tưới rồi, đất thì nó cũng rất ẩm thôi, nó không khô. Bây giờ thì mình sẽ vén cái ni lông mình lên để cho các bạn xem những cây hoa thực dược của mình trong cái thời tiết nắng nóng như thế này, trong cái vòm tre như này nó có bị sao không. Đây bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Lúc này như các bạn đang quan sát đây, phía bên trong này những cây hoa thực dược của mình trồng được mấy ngày nó cũng vẫn rất là tươi, nó không có bị héo trong suốt cái thời gian nắng nóng từ sáng đến lúc này là 14 giờ chiều. Và đây rất là tươi, rất là đẹp các bạn. Sao mình lại chọn cái bạt này mình làm cái vòm tre? Thì thứ nhất cái bạt này là mình che là mình không cần phải dùng lưới đen các bạn ạ. Khi mà nắng nó chiếu xuống thì ở trong cái vòm bạt này nó rất là mát các bạn. Đấy, thay vì chúng ta dùng cái ni lông trắng chúng ta che, phía trên chúng ta lại phải che cái lưới đen nữa, thì mình sẽ chọn cái bạt này mình che, nó rất là mát ở phía bên trong và cái nền nhiệt độ bên trong này nó không nóng các bạn ạ, nó không nóng như là mình che bằng cái ni lông trắng. Che cái ni lông trắng nếu mà nắng nhiều giờ như này mình sờ vào mình kiểm tra phía bên trong cái vòm này nó sẽ rất là nóng các bạn. Đây, những cây thực dược của mình trồng mấy ngày rồi nó cũng rất là tươi các bạn. Hy vọng là khoảng độ 10 ngày nữa thì mình sẽ tưới phân cho nó, để cho cái bộ rễ nó dài ra nữa thì mình sẽ tưới phân cho nó. Phía đằng trên kìa thì những cây lúc này cũng đang phát triển rất là tốt. Bây giờ mình sẽ tiến đến mình quay cho các bạn xem. Thời tiết lúc này 14 giờ chiều rồi nhưng vẫn rất là nắng các bạn. Nhưng mà phía bên trong cái vòm tre này các bạn quan sát này, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là mát. Và những cây hoa thực dược ở trong này nó rất là tươi. Này, rất là mát mẻ nhé. Sờ bên trong cái nền nhiệt độ bên trong này rất là mát. Phải nói là tre cái bạt này nó phát huy được cái cản nắng và cản nhiệt rất là tốt. Hạn chế coi như là ánh nắng xuyên qua cái bạt này và nó làm cho cái luống ở phía bên trong này nó rất là mát mẻ. Nắng như này thì mình cứ che từ sáng đến tối các bạn ạ. Thời tiết đợt này tối đến nó hay âm u nên là mình cũng không dám bỏ cái vòm tre này ra, không dám bỏ cái bạt ở phía trên. Nếu mà thời tiết hôm nào mà nó không âm u cơ thì mình mới dám bỏ ra để đêm đến nó có sương các bạn ạ. Mấy hôm nay thì thời tiết miền Bắc ở chỗ mình thì nó cứ âm u về chiều, tối đến mình chỉ sợ mưa thôi. Đấy, nếu mưa mình bỏ cái bạt này ra không may mà nó lại thì mưa một trận to, nhiều khi là nó ủng nước ra nó sẽ không tốt. Nên là mình vẫn cứ để trong cái vòm tre như này. Nhưng mà cây thực dược lên rất là đẹp các bạn này, cây rất là xanh, rất là đẹp. Đấy, cứ như thế này thì khoảng độ một tuần nữa thì cây hoa thực dược nó sẽ phát triển rất là tốt. Khi mà cái bộ rễ nó dài ra thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Cây thì nó chưa được mập cây các bạn, do cái ngọn ban đầu mình cắt là nó bị gầy, nó không có cái ngọn mập nhiều để mình cắt. Sau mình sẽ tưới phân đạm vào thì nó sẽ mập ra và mình sẽ cắt bỏ cái ngọn nó đi thì nó sẽ ra những cái mầm mới và nó sẽ phát triển thôi. Che cái bạt này mình rất là yên tâm. Bạt này thì cái độ bền của nó cũng không được bền đâu các bạn ạ, cũng chỉ được mấy tháng thôi, 5-6 tháng thôi là chúng cũng kém dần đi. Nhưng mà so với lại mình dùng ni lông thì mình lại phải che cái lưới đen ở phía trên nữa, nên là nó rất là vướng. Nên là mình chỉ có chọn cái bạt này mình che thôi. Phía bên trong này nó rất là mát và cái cây hoa thực dược nó cũng phát triển rất là tốt trong cái điều kiện môi trường mà mình che bằng cái bạt này. Trước đây thì mình trồng củ thì mình không nói, nhưng bây giờ mà trồng cây sau mấy ngày, cây hoa này các bạn nhìn rất là tươi này. Nắng như thế mà mình không có tưới đâu. Đây vẫn là từ mọi hôm, mình tưới cách đây mấy hôm rồi các bạn. Hôm nay thì nhiệt độ nó cao hơn mọi hôm thì nó mát hơn. Nhưng mà ta kiểm tra toàn bộ những cái luống hoa thực dược mà mình trồng lúc này thì
vẫn cứ rất là ok, không có cái vấn đề gì. Kiểm tra vào cái lúc đỉnh điểm nhất, thời tiết nắng nóng nhất tầm 13, 14 giờ chiều mà cây vẫn tươi như này thì cái bạt này dùng rất là tốt các bạn. Nên là khi trồng thì các bạn nên mua cái bạt này về mà che cho nó tất cả các loại hoa, các loại cây trồng. Mình thấy nó rất là ok. Những năm trước thì mình hay dùng cái ni lông trắng, nhưng mà che ni lông trắng thì ở phía trên mình lại phải dùng một cái lượt lưới đen nữa. Nó rất là vướng các bạn. Nếu mà mình trăng trên cao thì không nói, chứ nếu mình trăng ở ngay trên cái mặt vòm này cùng với lại cái bạt thì mỗi một lần mình vén ra vén vào nó rất là vướng và chi phí nó sẽ cao lên. Và khi mà mình không dùng đến nó nữa, mình quấn cái lưới mình không biết để đâu được. Nó rất là nhiều các bạn. Nên là từ bây giờ trở đi mình trồng hoa thì mình chỉ có dùng cái bạt này thôi các bạn. Bạt này mình thấy che nó rất hiệu quả. Mùa này thì mình cần phải che mưa che nắng cho nó, bởi vì thời tiết mùa này nó chưa phải là cái mùa mà ít mưa, nó vẫn đang mưa rất là nhiều các bạn. Thời tiết mùa này là cái mùa coi như là đang giao mùa. Thời tiết lúc này nó là mùa thu nhưng mà nó đang giao mùa các bạn ạ. Nắng nóng nó thất thường lắm, mưa gió thất thường lắm. Nên là cái việc che mưa che nắng cho cái cây hoa đặc dược nó rất cần thiết. Nhưng mình thì cỏ nó rất là nhiều các bạn ạ, cỏ rất là nhiều. Hôm nào thì lại quay đi nhặt cỏ, nhổ cỏ này. Lúc này chỉ cần làm sao giữ được cái độ ẩm, luôn duy trì cái độ ẩm khoảng độ 80% cho cái luống cây hoa đặc dược mình trồng này thôi, là chúng sẽ ra rễ và chúng sẽ phát triển thôi. Tránh mưa tránh gió cho nó các bạn, che mưa che nắng cho nó. Khi mà mưa gió là nói chung là cái việc mình che ni lông này nó rất là quan trọng, phải chằng chống cho nó tốt, không thì gió nó sẽ lật những cái vòm này lên, nó sẽ lật những cái ni lông này lên, làm cho nó hở cái cây hoa đặc dược ra. Và khi cây hoa đặc dược mình đang trồng, cái đất nó đang tơi xốp như này mà bị mưa nó dã trực tiếp vào, nó làm chai cái mặt này đi, thì sau này cái cây hoa đặc dược phát triển cũng rất là kém. Mình đã làm đất nó to để cho nó thông thoáng, để cho cây hoa đặc dược nó phát triển rồi, mà lại để bị mưa nó dã trực tiếp xuống nữa thì những cái cây hoa đặc dược này sau này nó phát triển rất là kém. Nên là cái giai đoạn này cái cây hoa đặc dược là cần phải che mưa che nắng cho nó. Ngoài trời cứ nắng chang chang thôi, nhưng mà phía bên trong này nhìn những cây hoa đặc dược vẫn cứ rất là đẹp thôi, không có dấu hiệu gì là bị héo cả. Hầu như là mình trồng 10 cây thì hầu như là thấy được cả 10 cây là không bị héo các bạn, không phải rậm cây nào các bạn. Mấy hôm trước thì thời tiết nó âm u, nó có mưa, nó mát trời được mấy ngày nên là cái cây hoa đặc dược nó hồi cũng nhanh. Và lúc này thì kể cả thời tiết nắng nóng 35, 37 độ chăng nữa, nhưng mà khi mà cây hoa đặc dược nó đã hồi phục trở lại rồi, bộ rễ nó đã ra hoàn chỉnh rồi, thì lúc này mình không phải dậm nữa các bạn. Thì lúc này những cây hoa đặc dược ở phía bên trong này chúng sẽ thích nghi với cái điều kiện mình che mưa che nắng như này, rồi chúng sẽ phát triển thôi các bạn. Thời gian nữa thì mình sẽ tưới phân cho nó thì nó sẽ hấp thụ cái phân vào và cây nó sẽ to mập lên. Trồng hoa đặc dược thời điểm vụ sớm này là mình phải chịu khó che mưa che nắng cho nó các bạn ạ, và thường xuyên để ý cái độ ẩm này. Nếu mà nó có bị khô thì mình sẽ cung cấp cho nó luôn duy trì cái độ ẩm khoảng độ 70-80%. Ở cái giai đoạn đầu này là cái rễ của nó còn ít các bạn ạ, nó chưa có nhiều. Nếu mà mình để khô trắng đất mình không tưới là nhiều khi nó bị héo cây, và héo cây nó dẫn đến cây phát triển chậm. Thời tiết rất là nóng các bạn ạ. Ngồi đây quay video một lúc mà cái đầu mình chui vào trong vòm thì không sao, còn phía ở bên ngoài hở ra là rất là nắng. Nên là trồng hoa đặc dược trồng sớm này thì các bạn nên che cho mình, che mưa che nắng cho mình. Càng che mưa che nắng tốt thì cây hoa đặc dược nó sẽ phát triển rất là tốt. Trong cái thời gian mà giữa mùa thu như này, nhiệt độ ngoài trời nó vẫn còn rất là nóng, thời tiết nó vẫn chưa ổn định. Khi mà cuối thu đầu đông ấy, lúc đó là những cái đợt gió mùa đông bắc nó về liên tiếp ấy, thì thời tiết nó sẽ mát mẻ hơn. Lúc đó thì những cây hoa được trồng nó thích nghi cái điều kiện khí hậu thời tiết đó hơn. Còn lúc này thì vẫn cứ phải che kín như này các bạn. Mình vén ra thì nó nắng thì tất nhiên là cây nó sẽ bị héo, nhưng mà che như này thì cũng không ảnh hưởng gì đến những cây phía bên trong. Đấy, ở trong như mình vừa quay cho các bạn xem đấy, ngoài trời nắng nóng 35-36 độ nhưng mà ở bên trong cây vẫn rất là đẹp.
Video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.